Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số thoại 0988628901. Số thoại bên em có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một cây máy cưa xích hạng tầm trung, xài cắt sử dụng gia đình. Thì đây là đời của Shindaway. Thì đời này là đời mã số Shindaway E2035S nha mọi người. Dòng này thì dòng đời mới hàng 4 số. Đó, thì có full bộ chức năng gồm có bộ giật trợ lực, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động và có thắng xích nha mọi người. Dòng này thì 35,2cc, rất thích hợp cho những anh em nào sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn nhé. Rất là nhỏ nhẹ và tua cũng rất là lẹ ha. Đó, giờ em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem về máy này. Về thông số của máy thì đây là mã số seri E2035S, mã số seri 5800-7460, Made in Japan, hàng chuẩn Nhật Bản nha mọi người. Đó. Lam của em này được sử dụng lam 35cm. Lam thì đang hiện tại đang được ráp lam có chữ gen mắt này. Đó, các đầu ránh lam là không bị dập đầu, không bị tòe ha. Có lỗ tỏa nhiệt trên đầu lam. Xích thì em đã thay xích mới nhá. Đó, xích ở được thay xích mới để cho anh em sử dụng cắt cho ngon lành luôn. Đó. Bên này thì vẫn còn chữ tem gen mắt nguyên nha mọi người. Đó, lam tổng độ dài là 35cm thôi. Và ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13, tem mạt Shindaway vẫn còn ha. Đó. Nhìn bên phía ốp lam nhìn rất là dễ thương. Nhìn rất là nhỏ nhắn ha mọi người. Và tăng xích thì tăng ở bên hông rồi nhé. Đó, tăng bên hông. Hạt của em này thì được làm trực tiếp tại lốc luôn. Đó. Và làm đàn lốc trước của máy là leng keng luôn, không có một vết trời luôn nha mọi người. Đó, tình trạng máy ring nguyên bản, không lai một con ốc nhé. Bảo hành bao lột lòng 6 tháng cho anh em làm mua. Đó. Đây. Lốc là không có bị chảy một vết vết sơn luôn. Đây dưới gầm đây nha mọi người. Đó. Máy là Nhật quên sử dụng. Các cái dưới gầm này là để chân xuống đây mà nó vẫn còn đẹp luôn này, nó không có bị chảy ha. Đó. Đây. Bên phía hộp giật thì có sử dụng bộ giật trợ lực nhé. Bộ giật trợ lực lớn, giật rất là nhẹ ha. Rất hợp nhưng cho chú nào có tuổi mình nên sử dụng dòng này, nhỏ nhẹ mà có trợ lực giật rất là vừa. Đó, kéo nhẹ là nổ ha. Bên hộp giật của nó thì có thiết kế hai cạnh, hai bên cạnh là hai bình nắp chứa nguyên liệu, đằng sau nắp màu đỏ này là xăng pha chung với nhớt, còn đằng trước này là nhớt thải để nuôi lam xích nha mọi người. Đó, các tem mạc Echo, tem mạc mã số máy rồi vẫn còn nguyên nha mọi người. Đó. Đây, em sẽ mở bên trong cho mọi người xem luôn ha. Cách mở rất là đơn giản, có một cái chốt này thôi ha. Đấy, nhấc lên. Đúng thế nhỉ? Nó kẹt đâu đây? À. Nó kẹt ở dưới này, vừa rồi em chưa đẩy kỹ hết ha. Đó, đây bộ lọc của nó. Bộ màng lưới lọc còn rất là sáng ha. Còn cực kỳ là mới luôn. Đó, chế xăng là chế xăng Wormro nhé. Chế xăng này thì rất là tiết kiệm xăng, rất là tiết kiệm nguyên liệu, xài rất là tốt ha. Đó, đầu nòng là mọi người thấy rồi, đầu chụp buji, đầu lòng đối keng xe beng luôn. Đó, đẹp 95%. Rồi, em sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động cho anh em nghe nhé. Rồi, để lâu cái xăng mọi người chú ý bơm đầy búng bơm xăng phủ lên, bơm cho đầy búng bơm lên. Đây là cái chốt cần em, mọi người kéo nó ra, giật nó ho một tiếng mọi người bóp ga nó sẽ tự động nhảy vô là xài nhé. Còn nếu mọi người muốn nó lên cho mình một chút ga cho nhạy nổ thì mình kéo nó ra rồi đẩy vô ha. Là nó sẽ tự động lên ga, giật rất là nhạy nổ. Ha ha.
Rất là bốc ha. Anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo nhé. Bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Số phí thanh toán quý khách hàng cọc trước 200.000 đồng bằng thẻ được thay vì theo phí vận chuyển của quý khách hàng là 100.000 đồng. Và quý khách hàng cọc trước 500 qua đường hàng khoản bên hàng ra bưu điện bên em ship ha.